Trong hành trình về với đất tổ Phú Thọ, nếu ai đó có dịp ghé thăm những ngôi đền, tới những làng hát xoan và được tìm hiểu về làn điệu dân gian độc đáo, thì mới thấy thấm đẫm hơn những giá trị tinh hoa của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, hát xoan. Từ đó, thêm yêu, thêm tự hào về những giá trị của di sản dân tộc mà chúng ta đang từng ngày phát huy và gìn giữ. Về xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, một trong những nơi đi đầu phong trào phát huy làn điệu xoan, mới thấy tinh thần gìn giữ điệu hát quê hương của người dân lúc nào cũng thường trực và cháy bỏng. Ai cũng dành trọn tình yêu cho điệu hát và coi việc bảo tồn di sản là nhiệm vụ quan trọng đối với bất cứ người dân nào. Miếu Lãi Lèn, xã Kim Đức chính là nơi phát tích của hát xoan. Tương truyền rằng trong dịp vua Hùng đi chọn đất đóng đô đã nghỉ chân tại đây, chứng kiến các cháu nhỏ chăn trâu cắt cỏ hát múa, vua Hùng rất thích thú. Tiết mùa xuân này vua Hùng gọi là cùng các lạc hồng lạc tướng là đi tìm đất để mà đóng đô. Một buổi trưa thì nhà vua đã dừng chân tại cái gò đất này. Thế thì thấy các cháu trâu bò nó thả, mục đồng nó thả trâu bò nó ở các bãi cỏ gần cạnh đây thì nó mới hát những cái bài giờ ta gọi là hát đồng dao ấy, những cái câu dân dã thôi. Thế nhà vua thấy hát như thế thì kẻ có những cái câu nó hay, nó vần thì nhà vua mới cho mời các gọi các lũ trẻ vào thì mới chỉnh đốn sửa lại những cái câu hát như bảo các là các con phải hát như thế này, như thế này. Miếu Lãi Lèn từ lâu đã trở thành di tích quan trọng của người dân xã Kim Đức, thành phố Việt Trì nói riêng và cả tỉnh Phú Thọ nói chung. Nơi đây không chỉ là nơi lễ bái của dân làng mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa, trong đó có biểu diễn hát xoan nhằm giới thiệu cho du khách muôn phương khi về với đất tổ và muốn tìm hiểu về hát xoan. Được xem hát xoan tại nơi phát tích của di sản có lẽ là điều ý nghĩa đối với bất kỳ ai có dịp trải nghiệm. Hiện nay tại miếu còn có phòng truyền thống, trưng bày rất nhiều tư liệu quý giá về hát xoan. Toàn xã Kim Đức có 4 phường xoan cổ. Đứng đầu các phường xoan là trưởng phường xoan, nhưng chức danh này được người dân gọi là trùm phường xoan. Không phải ai cũng được làm trùm. Trùm phường xoan thường là các bậc cao niên, là nghệ nhân hát xoan giỏi, có tín nhiệm và được bầu làm người đứng đầu quản lý cả phường xoan. Các phường xoan đều là những phường xoan cổ. Họ hát theo lối cổ, gìn giữ làn điệu cổ và thể hiện đúng tinh thần, những gì cha ông để lại mà không có cải biên. Làng Thét thuộc xã Kim Đức là được công nhận là làng cổ hát xoan đầu tiên. Thì cụ có chia sẻ cái niềm vui của cụ hay là của dân làng? Khi được phong tức là
Nhân quyền là được công nhận làng xoan cổ thì dân làng rất vui. Mà ngay cái chuyện khi mà thành lập hội xoan cổ về có tức là đại đoàn kết toàn dân ấy, thì nói chung dân làng tập trung tụ tập mở liên hoan mà được cái công nhận cái đó là niềm vui nhất. Mà giữ được cái đấy là ta thấy là theo riêng bản thân tôi là rất khâm phục. Thưa cụ, vậy hát xoan thì chỉ được hát ở cửa đình hay là hát ở trong các cái đền miếu hay là có thể hát ở những nơi các nơi khác nữa? Không, nói chung hát xoan thì mới nó phổ biến rồi. Cái hát trong đình, hát chùa, hát ngày hội vui hoặc là câu là văn hóa tụ tập đông dân thì đều phải hát, hát được. Mà các trường, các lớp hoặc là đến các công sở mà có hội vui ta vẫn đều phải hát xoan. Như vậy là chứng tỏ là cái sức sống của hát xoan bây giờ lại còn mạnh mẽ hơn so với trước, đúng không ạ? Trước thì chỉ có những cái các cụ này, cao niên hay là trung tuổi hát, nhưng mà bây giờ thì các cháu nhỏ cũng tham gia. Trước kia thì chỉ có các bà trung nữ hát xoan, như bây giờ thì tất cả lớp toàn bộ hát xoan, kể cả các cháu thiếu niên, học sinh đều hát xoan mở rộng, đều dạy kiểu xoan này giữ lại truyền thống. Thoạt tiên ta thấy nó rộn hẳn lên, mà nó khơi gợi lại được những ngày trước của ông cha ta để lại, tồn tại đến giờ vẫn lưu truyền được. Cái này lưu truyền mãi mãi sau này, kế tiếp này thì nên là tất cả là đều phải, từ người già đến các cháu thiếu niên đều phải hát, đều hát. Mà cảm thấy nó khỏe, mà nó vui nhộn hẳn làng lên. Thưa cụ, là để giữ được cái lối hát xoan cổ thì các kép các đào ở trong cái phường hát thì phải tuân thủ những cái quy định như thế nào? Hát xoan thì này, riêng là làng xoan cổ thì chúng tôi ở đây cái dân làng ta vẫn duy trì hát theo xoan cổ. Nhưng mà bây giờ theo thời đại này thì nói chung là ở xoan cổ trước kia thì nó chỉ là rất mộc mạc mà thật thà. Nhưng bây giờ thì nghe trường có những nơi ta cải biên đi, cũng là hát xoan nhưng cải tiến điệu khác đi. Thế còn riêng xoan cổ làng ở Kim Đức này thì vẫn như xoan cổ, không có giải biến được. Vậy là để hát xoan hay thì phải hiểu được nội dung, giá trị cũng như cái văn hóa của cái bài hát đó thì mới thể hiện hay được, đúng không ạ? Và mình cũng phải giữ được cái lối cổ, cách hát cổ cũng như là cái nội dung cổ mà cha ông ta đã để lại ạ. Vâng, cảm ơn cụ rất là nhiều ạ. Mặc dù trông rất bình dị và mộc mạc, nhưng để hát đúng, hát chuẩn một làn điệu xoan thì không hề dễ chút nào. Hát xoan có 3 chặng: hát lễ, hát quả cách và hát hội. Hát lễ là chặng hát đầu tiên được biểu diễn trong đình đền miếu. Đây là thể loại hát thờ, hát cho vua nghe. Mong các vị vua và các vị thần thánh chứng giám phù hộ độ trì cho dân làng được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Rất nhiều bài hát thờ như nhập tịch mời vua, giáo trống giáo pháo, thơ nhang đóng đám. Hát quả cách với những bài hò trèo cách, thuyền trèo cách, ngư thiểu canh mục, xoan cách. Hát hội như là xin huê, đối chữ, hát mời rượu, bắt cá. Hát quả cách và hát hội thường ở sân đình hay sân đền. Nội dung hát xoan rất phong phú, từ những tích truyện xa xưa thời vua Hùng cho đến những câu chuyện ca ngợi quê hương đất nước, miêu tả về thiên nhiên, cuộc sống lao động của con người. Xoan thì nó rất nhiều cái làn điệu, rất nhiều cái khó, bởi vì mình hát là hát cổ của các cụ ngày xưa để lại, là phải tập nhiều, học nhiều thì mới hát được, mà phải đam mê thì mới hát được. Chặng hát thờ thì nó mang tính chất là hát thờ, cho nên là cái giọng điệu thì nó cũng không như các làn điệu hát khác, cho nên là các giọng điệu của hát thờ thì nó cũng khó hơn các dòng điệu khác, thì bắt buộc tất cả các cô đào phải trang nghiêm, trịnh trọng và hát nghiêm túc. Hát xoan có đào, có kép, có trống giữ nhịp, giữ phách. Đặc biệt, dẫu chưa thuộc hay là đã thuộc thì kép nam trong chặng hát lễ, hát quả cách sẽ cầm quyển sổ ghi chép lời bài hát. Quyển sổ không chỉ để nhắc lời cho kép nam mà còn như là một đạo cụ tạo nét điệu đà hơn cho người hát. Nhưng đào thì lại không được cầm sách hát bao giờ nên bắt buộc đào phải thuộc lời. Đây cũng là sự khó khăn cho đào hơn vì tất cả các bài xoan đều là bài xoan cổ, có lời cổ khó nhớ, khó thuộc. Chính vì vậy,
Để thể hiện được một bài xoan cổ thì các kép đào phải tập luyện rất kỳ công và nghiêm túc. Một trong những nét đặc sắc của hát xoan là những điệu múa minh họa. Thoạt đầu thấy có vẻ dễ, nhưng khi tập thử cùng các nghệ nhân mới thấy động tác múa, mặc dù khá đơn giản nhưng phải thật chính xác kỹ thuật, không tự thêm động tác, phải đúng nhịp và tuân thủ lối múa cổ từ xa xưa để lại. Từ khi hát xoan được UNESCO ghi danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2017, Phú Thọ đã có nhiều phương án để phát huy và bảo tồn điệu hát độc đáo này. Trong đó, ngành giáo dục của tỉnh đã xây dựng mô hình trường học gắn với di sản. Đến nay, 100% các trường tiểu học và trung học cơ sở đã thực hiện đưa hát xoan vào giảng dạy thông qua môn âm nhạc. Cái bộ môn hát xoan vào trong nhà trường thì tôi thấy các em rất là thích thú, bởi vì là các em ở đây đã là cái nơi của hát xoan rồi. Thế nên là khi mà được đưa vào trong học đường thì các em lại càng rất là thích thú và rất là tự hào. Nên là các bạn cũng tập rất là say mê, bởi vì các bạn cũng bảo là con cũng cố gắng tập để mà gìn giữ cái nét văn hóa trên quê hương con và để phát triển cái nét văn hóa đó hơn nữa. Cho nên là tôi cũng thấy là trong cái việc giảng dạy á, nó cũng rất là thuận lợi cho mình và các em cũng rất là hăng say học tập. Không chỉ là các giáo viên mà những nghệ nhân cũng luôn coi việc truyền dạy cho tầng lớp kế cận là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm được đặt lên hàng đầu. Họ truyền dạy bằng niềm đam mê, khơi gợi và truyền lửa cho các em, để các em thấm nhuần những câu ca lời hát ngay từ khi còn nhỏ. Chúng tôi luôn luôn là phải có trách nhiệm là truyền dạy cho các thế hệ ở trong phường hoặc là trong các nhà trường. Đấy, cứ hết lớp này đi lên, lớn lên đi thì lại đến lớp sau, chúng tôi cứ truyền dạy liên tục và truyền dạy cho các nghệ nhân kế cận. Con rất là thích những
những bài những giờ hát xoan của cô Vân, vì hát xoan là điệu hát của quê hương con. Bên cạnh những giá trị của các di tích, các địa chỉ đỏ trên mảnh đất Phú Thọ, hát xoan đóng vai trò quan trọng là di sản thu hút rất nhiều du khách trong nước quốc tế tới tham quan tìm hiểu những giá trị văn hóa của vùng đất tổ. Đó chính là niềm tự hào của mỗi người dân mảnh đất này. Sau khi hát xoan được công nhận, thì Ban Văn hóa Xã hội thì thường xuyên là trao đổi với các nghệ nhân, các trưởng phường là gìn giữ, truyền dạy cho các mọi người dân ở trong làng và các thành viên ở trong phường xoan về là khi mà truyền dạy thì phải truyền dạy đúng những cái hát xoan cổ, và trước khi truyền dạy thì cũng phải nói cho những cái em học sinh hoặc những cái người mới vào biết về cái truyền thống của hát xoan trước khi mà học những cái điệu hát xoan. Ra ngoài sân đình thì chúng ta là sẽ hát các bài hát hội, còn riêng cái bài bắt cá là cái bài dã đám, dã hội, là trong một cái hội hát đấy thì là cái bài bắt cá là dã hội, dã hội là bài cuối cùng, thì trong đó là có kiếp thì là làm cá, đào là lưới để vây vùng quanh, thì có khách mời thì khách đến xem hoặc là ví dụ là dân làng thì ta mời vào là như nam thì ta sẽ vào làm cá cùng với kép, thế còn nữ thì ta sẽ vào làm lưới cùng với các đào. Đấy thì ta sẽ hát cái bài là dã hội đấy. Tới mảnh đất linh thiêng, được nghe điệu hát xoan trầm bồng, những làn điệu đang nuôi dưỡng, làm giàu đời sống văn hóa tinh thần của người dân lao động. Tuy dân dã nhưng có sức sống mãnh liệt trường tồn trong cộng đồng dân cư. Và chắc chắn rằng, một di sản văn hóa phi vật thể có từ thời Hùng Vương, được thế hệ con cháu muôn đời sau bền bỉ gìn giữ trong đời sống xã hội hiện đại. Các lào cá vượt vũ môn hoa dòng. Bông bông.